Chào mừng các em đã đến với khóa học toán lớp 12 trên trang web olm.vn Trong bài học lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3 Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm Bài học đầu tiên của chương này là bài 9 Khoảng biến thiên và khoảng từ phân vị Chúng ta đi vào phần đầu tiên Khoảng biến thiên Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở trên màn hình Trong đó nhóm của nửa khoảng từ A1 cho đến A2 có giá trị nhỏ nhất. Còn nửa khoảng từ AK cho đến AK cộng 1 là mang giá trị lớn nhất. Các tần số lớn hơn 0 và khi chúng ta cộng các tần số lại với nhau, ta được N là cỡ mẫu. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm được ký hiệu là R ER và được tính bằng AK cộng 1 trừ đi A1. Và khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm có một số ý nghĩa như sau trước hết là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm cho ta giá trị sấp xỉ của khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và khi chúng ta đã nói đến khoảng biến thiên thì khoảng biến thiên được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm và nếu như khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài tập tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm chúng ta đến với bài đầu tiên Bài 1 cho chúng ta bảng thống kê về thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn tổ 1, tổ 2 của lớp 12A. Được ghi lại ở trong bảng như sau. Và chúng ta thấy đây là mẫu số liệu ghép nhóm. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm khoảng biến thiên cho thời gian sử dụng mạng xã hội của mỗi học sinh của mỗi tổ, sau đó so sánh và giải thích ý nghĩa. Trước hết chúng ta gọi R1 và R2 tưởng là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn tổ 1 và tổ 2. Chúng ta có R1 sẽ bằng 90 trừ 0 bằng 90. Còn R2, tức là khoảng biến thiên của tổ 2, ta lấy 60 trừ đi 0 bằng 60. Chúng ta không tính vào nhóm này bởi vì không có học sinh nào sử dụng mạng xã hội trên 60 phút ở tổ 2. Ta thấy do R1 lớn hơn R2 nên ta có thể kết luận rằng thời gian sử dụng mạng xã hội trong ngày của các bạn tổ 1 sẽ phân tán hơn thời gian sử dụng mạng xã hội của các bạn tổ 2. Như vậy, qua bài tập này, ta đã nắm được cách tính và ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm. Cũng khá là đơn giản đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khoảng tứ phân vị. Cũng tương tự, thầy có mẫu số liệu ghép nhóm như ở trên màn hình. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ký hiệu là delta Q là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q3 và từ phân vị thứ nhất Q1 của mẫu số liệu đó tức là delta Q sẽ bằng Q3 trừ Q1 như vậy để tính được khoảng từ phân vị ghép nhóm chúng ta cần phải nắm chắc cách tính từ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về ý nghĩa của khoảng từ phân vị thì khoảng từ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm sẽ sấp xỉ khoảng từ phân vị của mẫu số liệu gốc khoảng từ phân vị cũng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm và nếu khoảng từ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán như vậy là hết phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập ở trong phần này. Bài số 2. Ở trên màn hình là bảng thống kê về thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân tại phòng khám X. Câu ai yêu cầu chúng ta tìm khoảng từ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm này? Trước hết chúng ta sẽ tính cỡ mẫu. Ta tính được cỡ mẫu bằng 38. Ta gọi X1 cho đến X38 là thời gian chờ khám bệnh của 38 bệnh nhân này. Và giả sử rằng dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đến đây thì chúng ta cần phải xác định vị trí của tứ phân vị thứ nhất. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x10. Ở đây là ba giá trị, do đó nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm từ 5 cho đến 10. Và ta tính tứ phân vị thứ nhất như sau. Tứ phân vị thứ nhất thuộc vào nửa khoảng từ 5 cho đến 10, nên ta sẽ lấy 5 cộng với một số nào đó. Số này được xây dựng như sau. Ta lấy độ dài khoảng chia cho 12. Tức là 10 5 chia 12. Có khoảng cách trung bình ở trong đoạn này. Rồi ta nhân với 38 là cỡ mẫu chia cho 4. Là để xem tứ phân vị thứ nhất đứng thứ bao nhiêu. Sau đó trừ đi 3. Ở đây là vì chúng ta tính bắt đầu từ đầu mút 5 cộng. Do đó ta cần loại bỏ đi 3 số ở nhóm trước không được tính vào. Tính toán như bình thường, ta được kết quả là 7,71. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tính tứ phân vị thứ 3. Tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu gốc là X29, nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là nhóm từ 10 cho đến 15. Ta lấy 10 cộng với một số nào đó. Số này được xây dựng như sau. Ta lấy khoảng cách chia cho 15 vì nhóm này có 15 số liệu. Sau khi tính khoảng cách trung bình, chúng ta sẽ lấy 3/4 nhân 38 để tìm xem tứ phân vị thứ 3 ở đâu rồi trừ đi 3 cộng 12 là số các số liệu ở nhóm trước. Việc trừ thế này là do ta tính từ đầu mút. 10 cộng với bao nhiêu đó nên ta cần phải loại bỏ đi. 3 cộng 12 các số liệu ở đằng trước. Tính toán như bình thường, ta được Q3 bằng 14,5. Như vậy khoảng từ phân vị của mỗi số liệu ghép nhóm là delta Q bằng Q3 trừ Q1 sấp xỉ 14,5 trừ 7,71 bằng 6,79. Sang đến câu B. Từ một mẫu số liệu về thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân tại phòng khám Y, người ta tính được khoảng tứ phân vị bằng 9,23. Hỏi thời gian chờ của bệnh nhân tại phòng khám nào phân tán hơn? Do chúng ta tính được delta Q bằng 6,79 nhỏ hơn ba nên thời gian chờ bệnh nhân của phòng khám Y phân tán hơn thời gian chờ bệnh nhân tại phòng khám X. Và từ đây chúng ta có thể đưa ra kết luận là thời gian chờ khám của phòng khám Y thất thường không ổn định so với phòng khám X. Sang đến bài tập thứ 3, một bài tập tương tự. Ở trên màn hình là bảng thống kê về thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi và cho kết quả dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm như sau. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta tìm khoảng từ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Trước hết chúng ta tính cỡ mẫu, ta tính được cỡ mẫu bằng 80. Sau đó ta gọi T1 cho đến T80 là thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi đang xét. Và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định vị trí của từ phân vị thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định vị trí của từ phân vị thứ nhất. Từ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là trung bình cộng của T20 và T21. Do đó, số này sẽ thuộc vào nhóm từ 1 cho đến 2. Và từ đây ta tính được từ phân vị thứ nhất bằng 29 17. Ở đây là thầy áp dụng công thức ở trong sách giáo khoa, toán lớp 11. Tương tự, chúng ta cũng xác định được vị trí của từ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là trung bình cộng của hai số T60 và T61. Và áp dụng công thức ta có Q3 sẽ bằng 7 2. Như vậy khoảng từ phân vị của mẫu số lượng ghép nhóm trên sẽ là 7 phần 2 trừ 29 phần 17 bằng 61 phần 34. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập cuối cùng ở trong phần này. Bài số 4. Ở trên màn hình cho biết mẫu số liệu về chiều cao của các học sinh lớp 12A và lớp 12B. Bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra tính đúng sai của các khẳng định ABCD ở trên màn hình. Như vậy thì nhìn vào bốn phát biểu này, chúng ta cần phải tính các chỉ số sau. Ở cả hai mẫu số liệu ở lớp 12A và lớp 12B, chúng ta đều cần phải tính khoảng biến thiên từ phân vị thứ nhất, từ phân vị thứ ba và khoảng từ phân vị. Chúng ta sẽ bắt đầu với lớp 12A trước. Tính toán như bình thường thì ta thấy khoảng biến thiên của mẫu số liệu lớp 12A là 30. Từ phân vị thứ nhất bằng 158,25 từ phân vị thứ ba là 167,125 và khoảng tứ phân vị là 8,875. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu số liệu của lớp 12B. Khoảng biến thiên ta tính được là 20. từ phân vị thứ nhất được tính bằng sấp xỉ 158,09. Ở đây kết quả thầy đã làm tròn. từ phân vị thứ ba là 167,5 và khoảng tứ phân vị là 9,41. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra tính đúng sai của bốn phát biểu trên màn hình. Phát biểu A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh lớp 12A là 30. Đây là một khẳng định đúng. Khẳng định B, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu về chiều cao của học sinh lớp 12B là 167,125. Đây là khẳng định sai bởi vì tứ phân vị thứ ba của lớp 12B là 167,5 cơ. Phát biểu C. Nếu xét theo khoảng biến thiên, mẫu số liệu về chiều cao của học sinh lớp 12A phân tán hơn lớp 12B. Nếu nhìn vào khoảng biến thiên thì chúng ta thấy khoảng biến thiên ở lớp 12A lớn hơn khoảng biến thiên của lớp 12B. Do đó kết luận này là hợp lý bởi vì khi khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Như vậy đây là khẳng định đúng. Ta đến với khẳng định D. Nếu xét theo khoảng tứ phân vị, mẫu số liệu về chiều cao của học sinh lớp 12A phân tán hơn lớp 12B. Về khoảng tứ phân vị thì chúng ta thấy khoảng tứ phân vị ở lớp 12A nhỏ hơn khoảng tứ phân vị của lớp 12B. Do đó, mẫu số liệu ở lớp 12A phân tán ít hơn nên khẳng định đây là khẳng định sai. và đây cũng là nội dung cuối cùng thầy mang đến cho các em ở trong phần này